Ba ngày sau, các nước đồng loạt vang lên âm thanh phát động. Lựa chọn ngẫu nhiên lần này, các nước tham gia thử thách là Trung Quốc, nước Nhật, nước Ý, Đế quốc Mỹ, đất nước Tây Ban Nha, nước Áo, Ba Lan, tổng cộng có hơn 70 quốc gia. Đây là chặn xe buýt sao? Thử thách hai người, chưa từng nghe qua bao giờ. Thú vị thật, không biết lần này ai có thể cùng đô ra. Thành một đội nhỉ, cứ vui vẻ đi. Hiếm cái gì chứ, người chọn tên là Lý Đô ra đó. Đừng để bị Nhật của chúng ta gặp phải. Không thì sẽ xấu mặt đó. Cậu nghĩ nhiều quá, đến lúc đó ai mới là người phải mất mặt còn chưa biết đâu. Đô ra vừa đọc xong quy tắc, thì có một chiếc xe buýt chạy tới. Trên đầu xe có một con số 204 màu đỏ, 4 giờ đúng. Rất đúng giờ. Bên cạnh xe buýt chỉ cách có vài mét thôi. Bên phải đột nhiên xông ra một đám người toàn là cụ ông cụ bà. Điên cuồng chen vào cửa xe. Đô ra gần như không chui vào được. Cuối cùng cũng lên xe được. Chỉ còn một chỗ trống cuối cùng. Đô ra nhanh chóng đi đến chỗ đó và định ngồi xuống. Này, chàng trai trẻ. Tôi già rồi, chân đau lắm. Cậu nhường cho tôi. Để tôi ngồi đi được không? Mẹ kiếp, thật là bà già không biết xấu hổ. Kính lão đắt lão. Khi nhảy múa quảng trường không nói mình già đi. Khi chen lên xe buýt không nói mình già đi. Đến bây giờ lại đột nhiên nói là chân đau không tiện. Xem biểu cảm của Đô ra kia. Cảm giác như có người sắp bị trừng trị vậy. Tôi không đứng dậy đấy. Cậu định làm gì tôi? Đánh tôi đi. Có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát để báo án. Buộc tội cậu đã bắt nạt người già. Như này thật thoải mái quá. Tôi là nhân viên bán vé của xe buýt 204. Cậu vừa vi phạm luật trong xe. Giờ tôi ra lệnh cho cậu xuống xe. Xe buýt 204 không chào đón hành khách như cậu. Trang phục này, bộ đồ này cũng thật là đặc biệt. Thể hiện rõ từ đầu đến chân đều công bằng. Quy tắc số 7. Nhân viên bán thời gian bán vé xe buýt. Nếu như bạn bị đối xử không hợp lý, có thể nhờ cô ấy giúp. Nhất định là cô ấy sẽ luôn công bằng. Quy tắc số 6. Là một người trưởng thành có phẩm chất. Trên xe cấm không được gây ồn ào. Ăn uống hay là tùy tiện đi vệ sinh. Bà ta vừa gây ồn ào khi giành chỗ ngồi, hết ầm ĩ, vi phạm quy tắc rồi. Tôi chỉ giúp cô dạy cho bà ta một bài học. Người bán vé đứng yên tại chỗ. Lời nói của Đô ra khiến cô ta rơi trầm tư. Nhưng mà là một người nhân viên bán vé hoàn toàn công tâm. Rất nhanh cô ấy đã quyết định. Bà ta sai rồi. Là cậu không sai sao? Đúng vậy, tôi không sai. Làm sao có thể không sai? Các người ồn ào quá. Một người tùy tiện đánh đập hành khách, tất cả đều vi phạm quy tắc trên xe. Giờ bà ấy đã xuống xe rồi, không liên quan nữa. Nhưng cậu vẫn còn trong xe thì phải nghe lời tôi. Tôi là nhân viên trên xe, ra lệnh cho cậu rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Đây không phải là phong cách quen thuộc của các lãnh đạo sao? Đánh người trước và rồi sau đó. Người nào yếu thế nhất thì sẽ bị gánh tội thay. Nghĩ tới đây, Đô gia vẫn cứ tiếp tục ngồi ở vị trí không nhúc nhích. Mặc kệ cho người bán vé tùy ý làm gì. Để đảm bảo công bằng cho mọi người. Ồ, đây là tên quỷ dị có thể nói chuyện được. Nhưng tên khác đụng tí là động thủ rồi. Vừa rồi không thấy Đô ra hành động. Một cái tát văng người trên xe xuống. Tên quỷ dị đã bị sức chiến đấu của Đô ra dọa sợ rồi. Không hổ thẹn là Đô ra. Quân tử động khẩu không động thủ. Đô ra có thể làm cho quỷ dị biến thành quân tử. Người bán vé nói cả một lúc lâu. Thấy Đô ra vẫn cứ thờ ơ. Đành phải bỏ đi. Xem tình hình của các hành khách khác. Như vậy vẫn nhịn được sao? Mình đã sẵn sàng rút dao ra và chiến đấu rồi. Nhưng, người bán vé này hẳn là một tên quỷ dị cao cấp hơn. Mạnh mẽ, chưa chắc là có thể thắng được. Người chơi của nước Ý, cuối cùng cũng chen chúc được lên xe buýt số 204. Trên xe buýt chỉ còn lại một phụ nữ mang thai ở phía trước. Là một người thanh niên có phẩm chất. Vui lòng cố gắng chọn chỗ ngồi thông thường. Nếu như vi phạm quy tắc, không biết sẽ có hình phạt gì đang đợi. Xe buýt chuyến 204 và xe buýt 205 đều đến trường học Âm Tuyền. Bạn có thể đi xe buýt 205 để xuống tại trường trung học Âm Tuyền. Sau đó đi xe buýt 204 để đến nhà tang lễ Hồng Nguyệt. Hay là xuống xe rồi đi chuyến xe buýt 205 nhỉ? Tôi là đại diện của Nhật Bản. Đừng nhìn tôi, thực ra năm nay mới 25 tuổi thôi. Mọi người đang xem, nếu có ai cảm thấy hứng thú, thì cứ liên hệ cho tôi nhé. Mau cút đi, yêu đương cái gì? Có thể sống sót ra ngoài không đã nói. Gớm quá. Tôi và Lý Đô ra là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Sau khi lên xe buýt, nhìn thấy chỉ còn lại một chỗ ngồi cho người khuyết tật. Quy tắc số 5, xe buýt không có chỗ ngồi thông thường. Người già yếu bệnh tật và phụ nữ mang thai là một thanh niên có phẩm chất. Xin vui lòng cố gắng chọn chỗ ngồi thông thường. Chỗ ngồi này là dành cho người khuyết tật rồi. Bây giờ cậu có thể ngồi rồi. Cậu ta đau đớn hét lên ầm ĩ. Là một người trưởng thành có phẩm chất. Trên xe không được gây ồn ào, không được ăn, đi vệ sinh. Nghĩ đến đây, cậu ta đành phải dùng một bàn tay còn lại của mình để che miệng mình lại.
Trên xe buýt, đô gia cứ suy nghĩ mãi. Quy tắc số 5, xe buýt không có chỗ ngồi thông thường. Đều là chỗ của người già yếu bệnh tật và phụ nữ mang thai, là một người trẻ có phẩm chất. Vui lòng cố gắng chọn chỗ ngồi thông thường. Quy tắc số 6, là một người trưởng thành có phẩm chất. Trên xe không được gây ồn ào, không được ăn uống, đi vệ sinh. Hai điều khoản này nói về những hành vi trong xe bị hạn chế. Không thể đánh người, điều này chắc là nhân viên bán vé tự đặt ra quy tắc cho hành khách. Người bán vé hẳn là đã bị hạn chế. Không thể tự ý trừng phạt hành khách, nếu như có người nào đó vi phạm quy tắc mới được. Quy tắc bằng lời nói không được coi là quy tắc, cho nên nhân viên bán vé mới động khẩu không động thủ. Quy tắc số 4, xe buýt không có vé đứng, nên mọi người trên xe đều phải có chỗ ngồi riêng hết. Nếu như thấy trên xe khách đã ngồi đầy rồi, mời bạn lập tức xuống xe để chờ chuyến xe buýt tiếp theo, chuyến ngay sau đó, xe đã xuất phát rồi. Nếu tôi nghe lời người bán vé và đứng lên, cũng không có cách nào để lập tức xuống xe, thế nên sẽ vi phạm quy tắc, sẽ bị trừng phạt, suýt nữa thì bị lừa rồi. Chị ơi, tôi cần được giúp đỡ. Người chơi của nước Ý đã lên chuyến xe số 205, một cơn buồn ngủ ập đến, thật muốn ngủ một giấc quá đi, không được ngủ. Không thể ngủ được, cậu ta hung hãn thế, tự tát mình mạnh thế, nhìn cũng thấy đau rồi, ngoài đô ra ra, lại xuất hiện thêm một kẻ hung hãn khác rồi. Đến trường trung học, người của nước Ý xuống xe, cửa sắt mở rộng, bên trong có một chiếc xe lớn đi ra. Trước đầu xe còn có hoa trắng, người chơi của Thái Lan thì không thể nào chịu đựng được cơn buồn ngủ. Và rồi anh ấy đi đến hàng ghế dài cuối cùng để nghỉ ngơi. Cô em xinh đẹp ơi, hãy gọi tôi dậy trước khi đến trạm nhé. Người của Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi thử thách. Thế giới quỷ dị sắp sửa đổ bộ. Chị ơi, tôi cần chị giúp đỡ. Cô gái bán vé cứ cho rằng là đô gia quá buồn ngủ. Ngủ đi, trước khi đến tôi sẽ gọi cậu. Có điên mới gọi ngươi đấy, cái tên đáng ghét. Cứ ngủ mãi đi. Chị ơi, tại sao mặt chị lại bên đen bên trắng như vậy? Cái gì? Bên ngoài là màu đen trắng. Vậy bên trong là gì thế? Dừng lại, cậu dừng ngay lại cho tôi. Đô gia từ từ lột da mặt cô ta ra. Càng lúc càng phấn khích. Cuối cùng, cơ thể của cô gái bán vé vấy đã bị xé ra thành hai mảnh. Chúc mừng người chơi đã nhận được thuộc tính sức mạnh cộng thêm 20 điểm. Cả xe đều bất ngờ trợn mắt nhìn. Ai cũng sợ người tiếp theo bị hại là chính mình. Nhà tang lễ Hồng Nguyệt đã đến rồi. Xin vui lòng xuống xe từ cửa sau. Xin vui lòng cẩn thận. Nhà tang lễ này là một ngôi nhà 3 tầng nhìn rất bình thường. Trên bảng hiệu màu đen phía trước cổng có ghi 5 chữ nhà tang lễ Hồng Nguyệt. Cách dán bên ngoài dường như cũng có màu đỏ. Có phải vì tên là nhà tang lễ là Hồng Nguyệt không? Vì vậy, trang trí cũng là màu đỏ luôn. Đô gia đi vào nhà tang lễ, sờ tay vào bảng hiệu trước mặt. Là máu sao? Vậy thì màu gạch cũng được nhuộm bằng máu. Đô gia chậm rãi bước vào. Bên trong trống rỗng, chỉ có quầy lễ tân. Có một cô gái đang mặc váy trắng đứng đây, đang ghi gì đó vào sổ tay. Đây là số của anh, xin vui lòng giữ kỹ. Hôm nay có nhiều việc phải làm không? Cũng không có gì nhiều đâu. Hôm nay không có nhiều thi thể được gửi đến. Cái kẹp tóc mà cô đang đeo đẹp quá à. Ây da, kỳ quá. Con không mau đi làm đi. Lát nữa ta làm rồi, người ta sẽ đến tìm anh. Đô gia nhìn thấy tầm mắt của quầy lễ tân nằm ở bên trái của hai khung cửa. Đi về phía căn phòng đó. Đô gia đang định đi vào thì bỗng có một bóng đen đột nhiên từ góc đại sảnh chạy ra ngoài. Hả, cái gì vậy? Mau lại đây để lão tử xem rõ ràng xem nào. Có một đôi bàn tay thò ra từ trong cửa, từ phía sau kéo lấy Đô gia vào trong phòng. Sợ quá chứ gì, tại sao cậu lại đứng yên? Nhưng bóng đen đó chỉ có thể hoạt động trong đại sảnh. Đóng cửa lại là được rồi. Người này thái độ quá thân thiện. Chẳng lẽ anh chàng này cũng là người tham gia trò chơi sao? Vậy tại sao anh ta trông giống hệt cô gái ở quầy lễ tân vậy nhỉ? Mặt anh làm sao thế? Tôi cũng không biết nữa. Sau khi vào đây là bị như vậy rồi. Giới thiệu chút nhá. Cậu tên là gì? Đô gia đừng có tin cậu ta nói dối. Anh ta không phải người cùng chơi đâu. Mọi người đâu? Gửi tin nhắn nhắc nhở cho Đô gia đi. Bây giờ không có gửi tin nhắn nhắc nhở được. Chúng ta phải làm gì đây? Tiếng Trung cũng không được. Vậy thì chúng ta hãy thử tiếng Anh đi xem sao. Gửi ký hiệu đặc biệt hoặc là văn cổ đi. Vẫn không gửi được. Bây giờ chỉ trông vào Đô gia thô. Hy vọng cậu ấy có thể tự tìm ra manh mối. Tôi là Lý Đô gia, còn cậu thì sao? Lý Đô gia chào cậu. Cậu vừa đến đây, có thể chưa quen với tình hình ở đây. Tôi sẽ đưa cậu vào trong xem. Hay lắm tên này. Người bình thường nghe tới Lý Đô gia, chắc chắn sẽ biết Lý Đô gia liền. Con quỷ dị thì không như vậy. Ca ca ca, cái gì vậy? Tiếng kêu cứ như vịt kêu vậy. Đô gia vội vàng đuổi theo. Trong căn phòng tối, một bàn tay đẩy cái giường, sắp xếp một cách gọn gàng và có quy luật trên mặt đất. Mọi người trên giường đều được đắp cho tấm vải trắng. Mình vẫn nên tìm ra quy tắc trước đã.
Đấy chắc là nhà xác rồi. Bên cạnh có một phòng thay đồ. Chiếc áo khoác này chắc là khi vào nhà xác thì mặc. Vì nhiệt độ quá thấp nên dùng để sưởi ấm. Trên tường có đinh. Thẻ kim loại này chắc hẳn là vốn dĩ được treo trên đó rồi. 8 quy tắc đều là không được hoặc là không cho phép hết. Đúng 7 giờ rồi, phải vào kiểm tra một lần mới được. Trong phòng có tổng cộng có 23 thi thể và 26 cái giường. Một dãy giường có thể chứa 2 người. Có một cái giường ở giữa hàng thứ 6 và hai chiếc giường ở hàng cuối cùng cũng hoàn toàn không có ai hết. Người chơi của nước Ý lại trổ tài diễn viên tài tình của mình, đóng vai một nhân viên cũ của nhà tang lễ, đang đi theo xe tang để đến lò hỏa táng. Xin chào, tôi là Lý Đô Gia. Cậu tên là gì? Lý Đô Gia, vậy thì tốt quá. Mình cùng với Lý Đô Gia xuất hiện trong cùng một phiên bản sao? Thần tượng của mình đấy. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại nói ngược tên mình lại? Xin chào, tôi là đại diện của Ý. Đáng lẽ tôi cũng lo, nhưng cậu không cẩn thận nói ra tên của mình. Có vẻ như là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Người này giả vờ giống quá đi mất. Giọng nói và ngữ khí giống như Lý Đô Gia. Ngay cả người chơi của Ý cũng không nhìn ra được luôn. Khỉ thật, vốn dĩ tôi còn mong có thể cùng một phiên bản với Lý Đô Gia. Bây giờ hai người mạnh nhất lại cùng nhau ở trong một phiên bản. Người dân các nước khác muốn may mắn, dựa vào người khác để thắng là điều không thể nào. Sau khi Đô Gia vào nhà xác, khám phá giường số 1, lộ ra một khuôn mặt bị lửa đốt cháy hết. Vốn dĩ là người đã chết, nhưng lại đột nhiên mở mắt ra. Nhìn cái gì? Nhắm mắt lại đi. Nhìn con dao làm bếp trong tay Đô Gia, nhìn đã biết không dễ chọc vào. Thi thể đó nhìn lên không trung, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại nhắm mắt lại. Nghe đây, tôi là số 3, đến nhà xác chỉ có trong một tuần thôi. Biết điều thì hãy trung thực với tôi trong khoảng thời gian này đi. Nếu không biết điều, thì đừng có trách tôi dùng cách dạy dỗ các người. Chó nhỏ và con mèo cũng không chịu thua kém, lập tức hiện nguyên hình ra. Căn phòng yên tĩnh như gà, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên vài độ. Kẻ vừa định lừa tôi, chắc là đã trốn đến đây rồi. Đô Gia mở từng cái thi thể một ra xem. Đến trước giường của hàng thứ 6. Tôi, cậu dám chừng tôi à? Muốn bị đưa đi thiêu sớm hơn chút không hả? Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi. Cậu có thể chuyển tôi sang hàng thứ 3 được không? Tại sao? Người số 5 ở hàng thứ 3 chính là của bạn gái của tôi, cô ấy học y. Tình yêu của các cậu thật tuyệt vời. Đã chết rồi mà vẫn còn muốn ở bên nhau. Chỉ vì tôi ngoại tình, cô ta đã đâm tôi 120 nhát. 120 nhát? Cậu biết trong lúc bị cô ta đâm, tôi đang nghĩ gì không? Cảm giác như thế nào không? Không biết nữa, nhưng bạn gái của cậu học y khoa mà. Sao lại đâm chết cậu được chứ? Không phải là đâm chết, do mất máu quá nhiều, không cứu chữa kịp thời mà chết. Cô ấy thấy tôi chết rồi, sợ bị ngồi tù, nên cũng đã nhảy lầu theo. Cậu đẩy tôi qua đó đi. Tôi liều mạng với cô ta, anh bạn, thôi cậu hãy bỏ cuộc đi. Khi còn sống đấu không lại thì chết làm sao mà được. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi phải trả thù. Đô Gia không có cách nào, di chuyển người đàn ông số 7 đến bên cạnh bạn gái, giúp cậu ta đổi chỗ, sau đó lại tiếp tục kiểm tra những tấm vải trắng còn lại. Đã chạy rồi sao? Đợi đến nửa đêm yên tĩnh hơn, mình sẽ vào kiểm tra lại lần nữa. Đừng có gây chuyện đấy nhé. Dưới sàn có rác thì tự dọn dẹp cho sạch sẽ. Máy điều hòa có bị hỏng thì tự sửa đi. Trong phiên bản này cùng lúc có hai người chơi, hoặc là cần hợp tác với nhau, hoặc là phải chém giết nhau. Theo như tình hình hiện tại, thông tin trong nhà các được cung cấp rất là ít. Rõ ràng là cần sự giúp đỡ của những người chơi khác mới tổng hợp được hết thông tin, hay là tìm người cùng chơi kia trước đã. Hy vọng là không, chết trên xe buýt rồi. Chiếc áo phao dính máu đã cứu người chơi của Ý một lần. Cậu ta chạy vào phòng xác nơi mình làm việc, thì tìm thấy quy tắc số 3 và quy tắc số 4. Cũng may trước đây mình đã tuân thủ quy tắc số 3. Vừa rồi đồng nghiệp cùng kéo thi thể đã đi hẹn hò rồi, để mình tự tìm người cùng đưa thi thể vào trong. Cậu ta chạy đến xe tăng bên ngoài cửa tầng 1, thì thi thể đã biến mất rồi, nên chạy đến quầy lễ tân để hỏi. Thật xinh đẹp. Người phụ nữ xinh đẹp, tôi để quên đồ ở nhà. Lần sau tôi nhất định sẽ mang cho cô. Tôi vừa nhìn mới thấy một thi thể chạy ra khỏi cái xe. Tất cả là do cậu đã để nó ở lại quá lâu. Tôi đòi đồ của cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Mê mơn, rốt cuộc là gã nào vậy? Để người phụ nữ này hình thành thói quen xấu này, không nhận quà, không chịu làm việc. Đây là đang đe dọa tôi, nếu như không lấy ra được đồ thì sẽ báo cáo tôi. Có báo cũng vô dụng. Là Lý Đô Gia, vừa rồi có một người tên là Lý Đô Gia đã nhốt tôi lại. Này số 1 ấm áp, cậu đang làm gì vậy? Đồng nghiệp số 3, tôi đang chọc cậu ta một tí thôi mà. Vừa rồi có phải là tôi đã thô lỗ quá không? Số 3 có khi nào không thích mình nữa không? Được rồi, vậy tôi sẽ đưa cậu ta đi.
Mình đi ra dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ người trước mặt này cũng là người chơi à? Xin hỏi bạn là ai thế? Tôi mà cậu cũng không biết sao? Người tôi biết sao? Vậy thì chỉ có người lần trước cùng nhau vượt qua thử thách à? Lý Đô Gia của Trung Quốc, hay là người của nước Mỹ, hay là Thái Lan? Và những người đã vượt qua lần trước đều một sao hết. Không lợi hại bằng mình, chẳng lẽ là Lý Đô Gia sao? Con chó của cậu không đi cùng cậu sao? Dạ, đều là dạ hết. Làm mình sợ chết khiếp, suýt nữa thì bị lừa rồi. Nếu tiếp tục đi với anh ta chắc chắn là chết rồi. Cậu ta lập tức quay đầu lại và đi về con đường cũ. Trên đường đi bỗng gặp một con chó. Có một người đàn ông trên ngực có dán số 3, đang đi về phía chính mình. Ồ, lại đến à? Vừa hỏi con chó đâu? Con chó đã xuất hiện rồi. Khả năng sao chết này cũng ghê gớm đấy. Ta sẽ không bị lừa nữa đâu. Cậu ta tăng tốc độ, đầu không nhìn lại, một mạch chạy lướt qua bên cạnh người số 3. Chắc không phải người chơi rồi. Mình đã cố tình để con chó hiện hình, chỉ để thể hiện rõ ràng danh tính của mình mà. Cứ bỏ lỡ như vậy sao? Trời ơi, anh ta có ngốc không chứ? Rõ ràng là Đô Gia đang ở trước mắt rồi mà. Tôi cũng cạn lời, lúc cần thông minh thì lại ngu ngốc, lúc không nên thông minh thì lại thông minh. Tôi nhớ lần trước cậu ta hình như đã nói trong live stream rồi. Cậu ấy là fan hâm mộ của Đô Gia. Rất tốt, trừ thì hay. Cái tên fan giả này. Con chó cứ ngửi đi ngửi lại dưới đất, giống như đang xác nhận cái gì đó. Đô Gia cũng đi theo hướng mà con chó đánh hơi. Càng đi sâu vào thì bỗng xuất hiện một khoảng trống. Có một mặt trăng đỏ mini đang treo lơ lửng, và bên cạnh còn có một xác chết đang nhảy múa dưới ánh trăng. Cái quái gì vậy? Là một nhân viên của nhà tang lễ. Mình có nghĩa vụ phải đem thi thể không nghe lời này về mới được. Này chó, người bọc bên kia đi. Hình như không phải đang nhảy múa. Trên phiên bản mini của mặt trăng màu đỏ phát ra những tia sáng màu đỏ bắn trên xác chết, thi thể ấy trở nên đau đớn, chân tay bị chuột rút nên mới trông như là đang nhảy. Với sự không ngừng nghỉ của các tia đỏ, một cái bóng đen mới từ từ rời bỏ khỏi xác chết. Sau khi bóng đen thoát ra, liền cầm lấy mặt trăng bên cạnh và muốn chạy trốn. Bóng đen phát hiện phiên bản mini của mặt trăng đỏ trên tay đã biến mất, có chút ngơ ngác, nhưng nhìn thấy một người một chó đang ở phía sau lưng, vẫn chọn quay đầu bỏ đi. Bóng đen đã bay ra liệu là gì nhỉ? Có lẽ là thứ gì đó như linh hồn vậy. Bóng đen có thể xuyên qua con chó có nghĩa là nó không phải thực thể. Và từ hành vi của hắn, ý thức rõ ràng đã được giữ lại. Trên đời này ý thức và xác thịt có thể tách rời sao? Mặt trăng đỏ có thể là ý thức được rút ra từ con người. Mặt trăng trên bầu trời có liên quan gì đến mặt trăng máu vừa nhìn thấy không? Tạm thời không có manh mối gì, đây chắc chắn là một sự cố ý rồi. Nếu đã là hai người cùng chơi thì muốn thông qua suôn sẻ, trước tiên phải tìm được người chơi còn lại đã. Sau đó kết hợp với nhau, Đô Gia bảo con chó ngửi mùi xác chết trên mặt đất và quay trở lại lò hỏa táng. Trước cửa lò hỏa táng, người chơi của nước Ý đã đứng đợi 2 tiếng đồng hồ rồi. Kẻ lừa đảo thì giả vờ thành người quen, mục đích là để giành được sự tin tưởng của mình, hoặc lừa mình làm việc gì đó vi phạm quy tắc. Nhưng người vừa rồi mình gặp đã không nói chuyện với mình. Cậu ta chắc hẳn đúng là Đô Gia rồi. Thật tuyệt, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Ám hiệu là gì? Người chơi của Ý ngơ ngác. Nói nhanh lên, để tôi đoán xem, là võ tổng đánh hổ sao? Hay là rượu ngọc bích cung đình? Hay là thay đổi nhưng không đổi? Không lẽ người của nước Ý là Trung Quốc đã bí mật ám hiệu từ trước rồi, khiến chúng tôi phải ngơ ngác? Tên ngu ngốc này, người Trung Quốc các người không xem trọng võ đạo. Anh bạn, có thể cậu nhận nhầm người rồi. Tôi là người chơi của nước Ý đây, chưa từng có ám hiệu gì với cậu hết. Nói đúng rồi đấy, câu trả lời là không có. Nếu như là kẻ khác giả dạng, chắc chắn sẽ vắt óc suy nghĩ xem mật mã là gì, hoặc trực tiếp tìm một lý do gì. Còn nếu như nói là không có thì mới là bình thường. Đô Gia làm việc của thật không giống người bình thường chút nào, lại còn sử dụng tư duy ngược nữa. Hai người đưa thi thể lên chiếc giường của hàng cuối cùng. Đô Gia mở một miếng vải trắng bên cạnh mình. Quả nhiên đúng như là tôi đã nghĩ. Ý cậu là sao? Cậu đã tìm thấy gì rồi hả? Thế giới này chính là ý thức và thân xác tách biệt với nhau. Cái xác chúng ta vừa mang về, ý thức rõ ràng đã thoát ra rồi, trở thành một xác chết biết đi thực sự. Và cậu nhìn vào những thứ này, nếu nói như vậy thì họ có thể sống lại bất cứ lúc nào sao? Trong quy tắc nói không được mở vải trắng ra, nhưng có Đô Gia ở đây, mình có cảm giác an toàn. Cậu ta lại đi gỡ tấm vải trắng của những thi thể khác ra xem. Người chết này sao trên mặt có dấu tay nhỉ? Xem dấu vết thì hình như là vừa đánh lên chứ không lâu. Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi không rời chỗ cũng là vì muốn tốt cho cậu.
Đồ ra, hình như hắn còn sống, không có gì đâu. Hiện tượng bình thường thôi, ý thức và thể xác tách rời với nhau. Cho nên mới nói, những người đưa đến lò hỏa táng bây giờ, tất cả chỉ đều là phần xác. Ý thức sẽ ở lại trên người, cho nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống thi thể giả. Nếu phát hiện kịp thời, không nên trì hoãn việc hỏa táng của cậu ngày hôm nay. Không trễ đâu, thứ năm mới được hỏa táng. Sao lại là thứ năm chứ? Bởi vì đến lúc đó mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ. Hờ. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mọi người đâu hết rồi? Đừng bỏ tôi lại đây. Chuyện gì đang xảy ra với Nhật Bản vậy? Lần nào cũng là loại rác rưởi này được chọn làm đại diện. Dựa vào hành vi lần này của cậu ta, so với khí chất của người Nhật hoàn toàn không liên quan gì. Đúng vậy, chúng ta không có như vậy. Các người thật là xem trọng Mỹ quá. Đã từ tinh thần, rồi lại được thêm cả hành động. Nghe nói các người luôn cho rằng quỳ xuống là một tục lệ. Nhận được gợi ý, quy tắc ở dưới chậu rửa mặt. Khi cậu ta biết được chỗ tìm ra quy tắc, thì đã tốn rất nhiều thời gian. Cậu ta đứng trước cửa nhà xác, do dự không dám bước vào. Đã qua được một lúc rồi, đợi thêm chút nữa lại vào. Cậu ta lại tiếp tục quay lại nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Này anh bạn, có tôi đây, hi hi. Tìm thấy cậu rồi, người chơi của đất nước hoa anh đào đã bị quỷ dị nuốt chửng. Thế giới quỷ dị sắp sửa đổ bộ. Còn người chơi của Mỹ là sát thủ được đào tạo bởi bộ phận đặc biệt, cho nên sức mạnh rất vô biên, có thể tăng thêm gấp 20 lần sức mạnh và chắc chắn có thể làm tổn thương đám quỷ dị. Có chuyện gì vậy? Đổi người rồi sao? Đại diện lần trước đâu? Mọi người đều biết, do cơ chế của các quy tắc, sau khi người trước thông qua thành công, thì có sẽ người tiếp theo giống vậy cùng tham gia với người sau, cho đến khi nào thấy bại. Vậy nên đại diện Mỹ đã chết rồi sao? Nước Mỹ cũng thật là tàn nhẫn quá. Đại diện của mình đã chết, họ không sợ người đại diện tiếp theo sẽ càng yếu hơn sao? Họ lại đánh cược nữa rồi. Nước Mỹ từ lâu đã quen với chủ nghĩa bá quyền mà. Trước khi Đô Gia xuất hiện, thì sức mạnh của các nước cũng ngang nhau. Đô Gia liên tục năm sau thông qua thử thách, nên họ cũng lo. Đại diện Mỹ nhìn vào, đại diện của nước Nhật đang trước mắt mình. Trực tiếp dùng chân đá một phát vào mặt đối phương, đùa nhau à? Đồng đội cái gì, chỉ là gánh nặng thêm thôi. Sau khi ra khỏi nhà xác, Đô Gia đã nghĩ ra một vấn đề khác. Quy tắc số 8, nếu có thi thể mới được gửi đến, hãy nhớ kiểm tra giấy chứng tử do bệnh viện đã cấp. Nếu không có giấy chứng tử thì không được phép cho vào. Cậu có mang theo giấy chứng tử không? Giấy chứng tử gì chứ? Chưa từng nghe qua. Tôi xuống xe từ trường trung học Âm Tuyền, vừa hay đụng phải xe tăng từ trường đang đi ra, nên đã cùng đi theo giúp đỡ họ. Cậu thấy rõ rồi sao? Chỉ có xe tăng à? Đúng vậy, lúc đó tôi còn thắc mắc. Học sinh chết rồi, mà một phụ huynh đưa tiền cũng không có. Hoàn toàn dựa vào người của nhà tang lễ tự vận hành, không sợ đắc tội với người chết. Sau này nghĩ lại, đây là quy tắc của Tiêu Hồng Ghen bản này, nên cũng nhẹ nhõm hơn. Nói cách khác, sau khi chết thì sẽ được đưa thẳng đến nhà tang lễ luôn. Không có thời gian đến bệnh viện để lấy giấy báo tử à? Vậy giấy báo tử trong quy tắc là cái gì mới đúng chứ? Chúng ta cùng nhau ra ngoài xem sao. Tìm đồng nghiệp đi cùng với cậu đến đây. Hai người họ đến phòng hỏa táng rồi, đợi tí. Em thử có thấy nhân viên nào khác lên đây không? Lại đến sảnh ở tầng 1, số 3. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cô đang chờ tôi sao? Cậu quên trước đây người ta nói ta làm sẽ đến tìm cậu sao? Chúng ta đã hẹn rồi mà. Ha ha, khi giao thẻ cho mình, cô ta hình như đã nói những lời này. Chuyện hẹn hò lát nữa nói đi. Bây giờ tôi còn có việc khác. Chúng tôi vừa đưa một bệnh nhân đến nhà xác. Cô biết giấy chứng tử thì đi lấy ở đâu không? Tôi biết, nhưng tôi sẽ chỉ nói với một mình cậu thôi. Cái đó. Vậy thì tôi đi xem thử các đồng nghiệp khác đã quay lại chưa. Vậy cậu đi trước đi. Đô Gia đã lấy được giấy chứng tử thành công. Không ngờ cái được gọi là giấy chứng tử do bệnh viện cấp là do phòng hỏa táng tự cấp. Trên đó còn có tem của bệnh viện nữa. Rõ ràng là chết đột ngột, nhưng lại viết là tai nạn xe hơi. Chúng ta cần tổng hợp tất cả thông tin lại. Nhà hỏa táng này được chia thành hai phe. Một bên là nhân viên của lò hỏa táng, bên còn lại là đại diện bởi bóng đen, bao gồm cả mấy người lúc đầu giả dạng chúng ta ở bên ngoài, đã lừa lấy đồ của chúng ta. Ý cậu là chúng ta làm việc với nhà hỏa táng đúng không? Nếu mặt trăng đỏ sẽ xuất hiện vào thứ năm, chúng ta có thể bắt đầu đốt xác rồi. Nghĩa là sớm muộn gì cũng phải xử lý các cái xác đi. Vậy tại sao lại phải cố tình tạo ra cám dỗ để nhốt cậu lại chứ? Rồi lại trộm cái xác ra sớm. Tôi vừa nói rồi, lúc trước đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy một vòng mặt trăng đỏ nhỏ hơn đang tách rời ý thức của con người. Cậu hiểu chưa? Tôi nên hiểu sao? Ý cậu là sao? Đô Gia à? Cậu nói rõ hơn đi. Cái gì mà ý thức thoát khỏi rồi trộm xác? Mối liên hệ giữa hai cái này tôi hoàn toàn không hiểu. Không hay rồi, không cẩn thận chút là hại não rồi. Ý thức hay còn gọi là linh hồn là một loại năng lượng đặc biệt, có thể được hấp thụ bởi ánh trăng đỏ. Mặc dù không biết lợi ích sau khi hấp thụ là gì, nhưng bây giờ có vẻ
Cả hai phe đều đang tranh giành nguồn năng lượng này cùng một lúc. Chúng ta phải đại diện cho công lý, tiêu diệt những kẻ đánh cắp linh hồn này mới được. Không ngờ là cậu cũng chí khí đấy. Đại loại là như vậy đi. Trong thời gian chờ, trên cái giường trống ở hàng số 6, có một luồng khí đen. Sau đó tụ lại thành một cái xác, còn tự kéo một miếng vải trắng lên đắp. Kỳ lạ thật, các thi thể khác đều được đưa vào. Hắn ta thì tự mình đi đến đây, tổng cộng có 24 cái xác. Bây giờ là 25 rồi, thảo nào trong quy tắc lại nói không được đếm số giường. Chỉ mình tôi thấy lạ sao? Tại sao chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh trong nhà xác? Đô gia sử dụng khả năng tàn hình của con mèo để giấu đi dấu vết của mình. Tin thấy cậu rồi. Thi thể bất động. Có phải chúng ta nhầm rồi không? Có lẽ đây cũng là một cách để xác chết được sinh ra. Ha ha, rượu mới không uống lại muốn uống rượu phạt. Trên mặt đất rơi xuống một cái kẹp tài liệu màu xanh dương. Đô gia mở ra. Đô gia lật đến trang cuối cùng là một tấm bản đồ. Trên đó đánh dấu một vài chấm đỏ, chắc là chỗ của bọn ăn cắp xác rồi. Trang đỏ này không phải là đồ vật hấp thụ linh hồn con người, rõ ràng là một con quỷ. Người chết rồi, linh hồn không tiêu tan, chẳng lẽ để bọn họ vĩnh viễn ở lại trên đời này sao? Cũng không được. Người tốt có thể tìm thượng đế để lên thiên đàng, hãy để kẻ ác xuống địa ngục. Làm thế nào cậu có thể chắc chắn rằng Chúa đã đưa cậu vào thiên đàng? Hay là hấp thụ linh hồn con người giống như mặt trăng đỏ, và rồi bản thân sử dụng chứ? Ha ha, cậu đã thấy thiên đường chưa? Trong kinh thánh nói có, nói cách khác, sao cậu có thể chắc chắn? Mặt trăng đỏ không đưa người chết lên thiên đường chứ? Nếu như người viết tài liệu đang nói xạo thì sao? Cậu nói đúng, tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là ngăn chặn chúng, giữ linh hồn ở lại nhân gian. Kế hoạch đánh cắp mặt trăng, cái tên này nghe không hay. Người tử tế, ai lại đánh cắp đồ chứ? Mặt trăng đỏ tỏa ra sức mạnh thần thánh, như trong thử thách lần trước, tương tự như năng lượng sử dụng cuối cùng vậy. Từ điểm này xem ra, mục đích thực sự của mặt trăng đỏ là hấp thụ linh hồn, biến thành sức mạnh của chính mình. Hãy tìm các điểm trên bản đồ trước đã. Đô gia cầm tấm thẻ kim loại của quỷ Satan để thu thập sức mạnh của các địa điểm trên bản đồ. Sau khi làm xong mọi thứ đã là thứ năm rồi. Tuyệt vời, sau khi xử lý những thứ này, an toàn qua đêm nay chúng ta có thể thông qua rồi. Không hổ là Đô gia, nếu để tôi tự thông qua sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ngày mai khi về có thể đi cùng tôi không? Đi cùng một chuyến xe buýt với cậu. Đô gia không nói chuyện, nhìn vào tấm thẻ kim loại trong tay. Các vị thần linh, chắc cũng có phân chia cấp bậc mạnh yếu. Satan rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với mặt trăng đỏ lần này. Đến đêm tối, mặt trăng vốn dĩ bình thường đã biến thành màu đỏ như máu, phát ra ánh sáng kỳ lạ. Trong thời gian thiêu xác, các thi thể trong phòng xác đã được vận chuyển đến đây. Này, mấy người đừng lười biếng nữa. Nhanh lại đây giúp đi. Tôi không muốn vào. Tôi còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Tôi bị đâm 120 nhát. Tôi phải dạy dỗ cô ta. Thi thể bị đốt cháy sẽ có ánh sáng đỏ. Quả nhiên là thần lực có thể bị cướp đoạt và chuyển hóa với nhau. Kế hoạch đánh cắp mặt trăng nên gọi là chiếm đoạt mặt trăng. Nếu mọi người có thể chiếm đoạt thì ta cũng có thể. Tại sao tôi không thể cướp hết tất cả chứ? Thần lực của nhiên là thứ tốt mà. Kẻ cướp bóc không thể tha thứ. Một lực lượng khủng bố tấn công về phía họ. Người chơi của Ý và nhân viên bị lực lượng này đè bẹp, biến thành như một cây gậy mỏng vậy. Chết rồi, Đô gia sắp xong đời rồi. Tôi không chắc. Các cậu quên mấy lần live stream trước rồi sao? Đô gia đều có thể miễn nhiễm với những cuộc tấn công. Cô nói đúng. Tình hình này thì người chơi của Ý sắp chết thôi. Chết tiệt, tên Lý Đô gia, đừng làm hại chúng tôi chứ. Ha ha ha, cho các người nếm mùi sức mạnh. Bây giờ biết sợ rồi chứ. Lý Đô gia đúng là một tên hại người. Im miệng đi, một người chơi cả ngày chỉ biết quỳ gối trước người khác, có tư cách gì để nói chuyện chứ? Rất tốt, chơi lớn với các người luôn. Đô gia giơ tấm thẻ kim loại lên và đọc thánh ca. Với tính mạng của tôi, sẵn sàng dùng tấm thân này cho tín ngưỡng. Niềm tin của bạn không còn thuần khiết nữa. Đừng nghĩ là tôi không biết. Trong các người có xuất hiện kẻ phản bội, và rồi một vết nứt xuất hiện trên bầu trời. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, giải quyết mặt trăng đỏ. Chúc mừng Trung Quốc Lý Đô gia thông qua thành công phiên bản nhà tang lễ Hồng Nguyệt, thông quan đánh giá 5 sao, phân tích đánh giá, sống sót được 1 sao, phá vỡ kế hoạch đánh cắp 2 sao, tìm ra được sự thật 2 sao, tỷ lệ mắc bệnh của người dân Trung Quốc sẽ được giảm 5%, miễn dịch với sự đổ bộ của quỷ. Lý Đô gia nhận được phần thưởng cá nhân, sự công nhận của Sa tăng cộng thêm 20 điểm, thẻ kim loại của quỷ Sa tăng thêm sức mạnh. Chúc mừng người chơi của nước Ý đã thông qua thành công phiên bản nhà tang lễ Hồng Nguyệt, thông quan đánh giá 3 sao, phân tích đánh giá, sống sót được
được 1 sao, phá vỡ kế hoạch 2 sao, các nguồn tài nguyên của nước Ý tăng thêm 2%, miễn dịch với lần đổ bộ này. Chúc mừng đế quốc Mỹ! Nước Áo và 11 quốc gia khác đã thông qua thành công thử thách. Nhà tàng lễ Hồng Nguyệt thông quan đánh giá 1 ngôi sao, phân tích đánh giá, sống sót 1 sao, miễn dịch với sự đổ bộ lần này. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.